Alo. Mọi người, hiện tại thì Đức Thoại đang đưa Diễm Xu về nhà Diễm Xu nhá. Đấy, hôm qua mình bị công tiến hiếp dâm. Thế cho nên là hôm nay mình tức mình quyết định đi về mọi người ạ. Đấy, nhưng mà trước khi về thì mình cũng vẫn phải ăn ăn cỗ xong thì mình mới về. Chứ không thì lại tiếc một bữa cỗ. Đi chậm thôi. Cẩn thận. Trong mặt bún. Hôm nay bún cũng về cùng mình. Hôm nay bún cũng về cùng mình nhá. Đi đâu chơi đấy? Về thì về, vẫn phải ăn mặc quần áo đẹp mà. Đang đi đâu chơi đấy? Kìa, anh Bom cũng đưa em bún về luôn. Xời. Bom ơi. Ôi không Bom cả. Mặt bún. Đấy con. Con ngơ ngác đấy. À? Tôi vẫn ngơ ngác đấy. Không biết gì à? À, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đại ca, đại ca. Không biết chuyện gì. Đứa mình giống nhau. Nhưng mà đại ca không bị bắt cắt tóc mà để bị bắt đi cắt tóc lại. Thế nào? Hà đại ca. Hà đại ca con. Cái gì? Nhìn cái gì? Trong mặt. Nhìn cái gì? Xe mô tô lại quá. Mô tô của bố nên là đi ô tô cũng như thế này. Đấy. Ok. Ôi, hai đứa này thì còn ba nữa ngồi. Ui, sao nhiều thế anh? Sao hẳn 3 đứa nữa? Mình đã tính người. Từ có mua có mua anh Tuyến. Bính nữa. Cả Bính à? Tuyến Bính ở Vân. Ui. Mất tiền cho mình đi. Kéo. Ôi thế này tí cho công Tuyến và Bính Phạm đi đi bộ. Nhỉ? À con đừng có gặp bao phân quật. Lấy tiền rồi tiền. Đây là con đi ngủ chỉ thích chống mua mặt mẹ ngủ thôi. Nó bị phát này của ông này trường. Ngủ xoay lung tung. Ngủ yên thích thích. Lần nào đi xe ông đây. Ngắm, ngắm đường này, mặt kiểu. Sao? 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 Muôn tội, muôn tội sao? Quá. Một đào, có mua nó bị chịch một phát vào đây. Có mua nó mất dậy. Sao có mặt này? Con nhỉ? Mặt chịch vào chân tay không sao. Đúng giữa mặt, con mặt đẹp trai mà ăn tiền. Bọn ngồi im mà. Bọn ngồi im luôn. Bọn này nó không có cất trâu nhỉ. Ngày xưa đầu bọn mình có cất trâu mà. Bún. Bún hơn 3 tháng cũng có một ít. Không cất trâu nhỉ. Tóc mọc cũng dày. Dày. Cho anh bún ngồi. Anh Bom ngồi im. Em bún cũng ngồi im. Trông mặt kiểu nhức như kiểu xe xe nhỉ. Đây. Mặt. Nó đi đường nó ngơ ngác. Kiểu như là may thế. Lâu lâu bà với con của nhà tôi nó cho tôi đi lên phố các bác ạ. À.